tiên tri mới Hawking, thế giới sẽ quay cuồng trong 8 thảm họa. Từ nhiều năm trước, Stephen Hawking đã dự đoán về những thảm cảnh mà nhân loại sẽ phải chịu đựng. Rất ít người tin vào điều đó cho đến lúc nó thực sự xảy ra. Stephen Hawking là một trong những nhà vật lý thiên văn lỗi lạc của nhân loại. Những lời tiên tri của ông về thế giới phần nào đã xuất hiện trong cuộc sống ngày nay. Những lời tiên tri của ông về biến đổi khí hậu, tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác hay mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo với con người, phần nào trong số đó đã xuất hiện. Thậm chí ông còn đưa ra những cảnh báo về những thảm họa của cuộc sống. Bắt đầu từ năm 2019, bức tranh thế giới đầy những gam màu tối, đầy biến động và bất ổn. Cháy rừng ở Australia trong 4 tháng, lửa cháy lan ra nhiều thành phố xung quanh, bầu trời biến thành một màu đỏ máu. Thủ đô Canberra lần đầu tiên trong suốt 17 năm phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nạn châu chấu hoành hành ở châu Phi khiến người dân kinh hãi. Số lượng châu chấu sa mạc ở khu vực Ethiopia, Kenya và Somalia đạt đến 360 tỷ con, nhiều nhất trong 25 năm qua. Trung Đông thì giống như một thùng thuốc nổ, chạm nhẹ là phát nổ, chỉ là không biết ai sẽ là người rút dây nổ trước mà thôi. Nhiều quốc gia ở châu Âu diễn ra bạo loạn, vấn đề di dân tị nạn trở thành nỗi đau không thể nào xóa nhòa của. Còn châu Á thì dịch bệnh hoành hành, virus viêm phổi Vũ Hán càn quét khắp nơi, lan ra cả thế giới. Hawking nhiều lần cảnh báo về bờ vực của sự nguy hiểm. Thế giới đang ở trong sự biến động, trước nay chưa từng có. Điều này khiến người ta không thể không nghĩ đến những dự đoán về ngày tận thế mà Stephen Hawking từng nhiều lần nhắc đến. Tuy cơ thể của Hawking phải gắn liền với chiếc xe lăn, nhưng tư tưởng của ông lại chạm đến vũ trụ. Lý luận bức xạ Hawking nổi tiếng nhất của ông chính là liên quan đến tư duy bức xạ nhiệt của hố đen. Ngoài những tư duy về vũ trụ, có thể nói Hawking là một trong những nhà khoa học quan tâm đến vận mệnh của nhân loại nhất. Ông từng nhiều lần cảnh báo rằng nhân loại đã đi vào bờ vực của sự nguy hiểm. Mấy trăm năm tới, con người cần phải nghiêm túc suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Tôi nhìn thấy được sự nguy hiểm cho vận mệnh của nhân loại. Bởi trong quá khứ đã từng nhiều lần xuất hiện những cuộc khủng hoảng sinh tồn của thế giới. Tần suất xảy ra những tình huống tương tự như vậy sẽ còn gia tăng. Chúng ta cần phải vô cùng thận trọng mới có thể tránh né những thảm họa này. Nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Nếu trong 200 năm tới, nhân loại có thể khám phá rộng ra bên ngoài vũ trụ, mở rộng không gian của thiên thể thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được thảm họa. Ông cho rằng nhân loại phải khám phá không gian vũ trụ để có thể tìm được con đường sinh tồn duy nhất. Để nhân loại sinh tồn, phải mở rộng ra không gian vũ trụ. Đây là chuyện rất quan trọng đối với nhân loại. Mối đe dọa sự sống trên trái đất ngày càng gia tăng. Ví dụ như sự nóng lên toàn cầu, chiến tranh hạt nhân, virus biến đổi gen, thậm chí còn có những nguy hiểm mà chúng ta chưa từng biết đến. Mặc dù tán thành việc nhân loại khám phá không gian vũ trụ, nhưng Hawking vẫn lo ngại về việc con người tìm kiếm sự sống khác ngoài không gian. Khi con người cố gắng thiết lập mối quan hệ với những sự sống khác ở ngoài không gian thì cần phải thật cẩn thận, bởi chúng ta không thể chắc chắn rằng họ có thể hiện ý tốt với con người hay không. Nếu như chúng ta là sinh vật thông minh duy nhất trong hệ ngân hà này, chúng ta nên chắc chắn rằng mình có thể sinh tồn và sống tiếp. Nhưng đối mặt với sự hạn chế về nguồn tài nguyên và sự gia tăng dân số với cấp số nhân của trái đất, thì cơ hội duy nhất để chúng ta sinh tồn lâu dài không phải là ở trên trái đất, mà làm tìm lối thoát ở không gian ngoài thiên thể. Hawking đưa ra nhiều dự đoán về vận mệnh của nhân loại. Trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, Hawking đã đưa ra rất nhiều dự đoán về vận mệnh của nhân loại. 1. Năm 2060 con người cần phải rời khỏi trái đất. 2. Năm 2100 con người đi vào không gian vũ trụ, xuất hiện giống người mới. 3. Năm 2215 trái đất đối mặt với sự hủy diệt. 4. Năm 2600 cùng với sự gia tăng dân số thế giới, tiêu thụ năng lượng gia tăng, trái đất sẽ biến thành một quả cầu lửa cháy rực. Tóm lại, ý chính trong các dự đoán của Hawking là trái đất sẽ trở nên rất nguy hiểm, con người phải rời khỏi trái đất. Bên cạnh sự phát triển về khoa học công nghệ của nhân loại, thì sự không chắc chắn của sự sống trên trái đất trong tương lai cũng đang gia tăng. Với tình hình hiện nay, rất có thể sẽ xuất hiện một số thảm họa đối với trái đất và con người đã được dự đoán từ trước, bao gồm 1. Tiểu hành tinh hủy diệt trái đất. Tiểu hành tinh va chạm trái đất
là một trong bốn thảm họa xảy ra đột ngột lớn nhất của thế giới. Nghiên cứu chứng minh rằng rất nhiều sự kiện tuyệt chủng sự sống trên trái đất trong lịch sử đều là do các thiên thể va chạm mà gây ra. Naha nói rằng trong tương lai các tiểu hành tinh có khả năng sẽ va chạm với trái đất. Mỗi tuần họ đều phát hiện khoảng 30 vật thể gần trái đất. Hiện giờ tổng cộng đã phát hiện hơn 19.000 thiên thể. Tuy nhiên, Naha cảnh báo rằng ghi chép về vật thể gần trái đất của họ không hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra sự va chạm không thể đoán trước. Năm 2014, các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng khổng lồ quan sát, thấy một tiểu hành tinh bị một ngôi sao lùn trắng xé nát và tạo thành một vòng tròn các mảnh vụn phát sáng. Hiện nay họ cho rằng ngôi sao lùn trắng này có thể đã nuốt chửng và hủy diệt ít nhất 15 hành tinh. Ngôi sao lùn trắng này được đặt tên là WD-1145-017. Khoảng cách giữa nó với trái đất khoảng 570 năm ánh sáng, nằm ở vị trí tròn sao Sử Nữ. Virgo, nó còn được gọi là ngôi sao tử thần phiên bản đời thực. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, sau khi một hành tinh di chuyển gần sao lùn trắng sẽ xé toạc hành tinh đó ra. Sau đó nó phải mất thời gian khoảng 1 triệu năm mới có thể hoàn toàn tiêu hủy hết các mảnh vỡ của một hành tinh. Mà trong vũ trụ rốt cuộc có tồn tại bao nhiêu ngôi sao tử thần giống như vậy thì giới khoa học vẫn còn chưa biết. Và liệu trái đất có bị ngôi sao tử thần nuốt chửng hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn chưa lời đáp. 2. Sự bùng phát xung đột hạt nhân. Mặc dù con người biết rất rõ về sự nguy hại của vũ khí hạt nhân, nhưng một khi thế giới xảy ra chiến tranh, liệu có một kẻ điên rồ nào đó nhấn vào nút bấm hạt nhân hay không? Chúng ta không thể biết chắc được. Chỉ tính riêng số lượng vũ khí hạt nhân mà Mỹ đang sở hữu cũng đủ để khiến nhân loại diệt vong rồi. 3. Dịch bệnh hoành hành. Các nhân viên nghiên cứu Nam Cực phát hiện ra một loại virus chết người chưa từng có trước đây tại tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Hiện tại trên trái đất chưa có bất cứ loài động vật nào có thể miễn dịch được với loại virus này. Cùng với sự nóng lên của trái đất, tốc độ tan chảy của các tảng băng ở Nam Cực ngày càng tăng. Các nhà khoa học Mỹ gửi thông điệp cảnh báo rằng một khi loại virus này thức tỉnh và lây lan diện rộng, trên trái đất sẽ không có loại sinh vật nào có thể may mắn thoát nạn cả. Loại virus chết người này không chỉ nằm ở dưới tầng đất đóng băng của Nam Cực mà cả tầng đất đóng băng của Bắc Cực cũng không ngoại lệ. Nhân viên nghiên cứu của Mỹ và Đức phát hiện sự hình thành một loại hồ nước được gọi là thermokarst sẽ làm cho tầng đất đóng băng vĩnh cửu của Bắc Cực bị tan chảy đột ngột, từ đó làm tăng sự thải ra của khí nhà kính, làm trái đất nóng lên nhanh hơn. Mà sự tan chảy tầng đất đóng băng vĩnh cửu của Bắc Cực sẽ làm cho một số virus đã được xác nhận là biến mất. Ví dụ như virus đậu mùa có quá trình sinh sôi giống pitovirus có thể sẽ hồi sinh trở lại. Điều này sẽ mang đến hiểm họa không thể lường trước cho nhân loại. 4. Cạnh tranh, xung đột sinh học. Dựa theo sự phát triển của khoa học và sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật gen, công nghệ kỹ thuật gen trong lĩnh vực quân đội có thể phát triển thành một loại vũ khí chủng tộc tuyệt mật. Bởi vì bất cứ hình thái nào của con người cũng đều phản ánh được gen của chính họ. Vì vậy lợi dụng vũ khí gen giết người có thể đạt được mục đích hủy diệt chủng tộc. Trường Đại học Cambridge vừa công bố một báo cáo mới nhất nói rằng vũ khí sinh học được chế tạo để nhắm vào DNA của một chủng tộc cụ thể nào đó có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Họ cảnh báo chính phủ của các quốc gia nên có sự chuẩn bị trước để đề phòng nguy cơ tuyệt chủng này. Căn cứ theo nội dung báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro sinh tồn của Trường Đại học Cambridge, họ cho rằng những năm gần đây vì công nghệ kỹ thuật gen ngày càng phát triển nên giá thành cũng ngày càng rẻ hơn nhiều. Điều đó dẫn đến khả năng làm hại người khác nhanh hơn, nguy hiểm hơn và cũng được dân chủ hóa hơn. Trong một vài tình huống cực đoan nào đó, con người thậm chí có thể sẽ chế tạo ra vũ khí sinh học nhắm vào đặc điểm gen của một chủng tộc cụ thể. Dựa theo ước tính của nhà khoa học y tế R. Hammersley nổi tiếng người Mỹ, sử dụng vũ khí chủng tộc có thời gian hiệu lực khác nhau có thể giết chết khoảng 25% đến 30% dân số của quốc gia bị tấn công. Mà trong xung đột hạt nhân với số lượng dân số bị tổn thất như vậy sẽ được gọi là sự tổn thất không thể chấp nhận, chứng tỏ quốc gia đó đã bị đánh bại. So với xung đột hạt nhân thì chiến tranh sinh học cũng là một vấn đề lớn mà nhân loại không thể phớt lờ. 5. Núi lửa phun trào. Núi lửa phun trào từng dẫn đến sự tuyệt chủng của giống loài, ví dụ như sự kiện tuyệt chủng của các sinh vật ở kỷ Permi cũng là do núi lửa phun trào gây ra.
Giả sử nếu bây giờ núi lửa ở vườn quốc gia Yellowstone cũng phun trào, vậy thì số lượng cho núi lửa sẽ đủ để phá hủy toàn bộ Bắc Mỹ. Siêu núi lửa trong vườn quốc gia Yellowstone từng phun trào vào 640.000 năm trước. Số lượng vật chất được phun ra lên đến 1.000 km khối. 6. Cạn kiệt nguồn năng lượng và sự bùng nổ dân số. Vấn đề cạn kiệt nguồn năng lượng và sự bùng nổ dân số có ảnh hưởng đến vận mệnh của dân loại cũng dần dần được giải quyết theo sự phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, dân số trên trái đất hiện nay đang có xu hướng gia tăng, nhưng dân số ở nhiều quốc gia phát triển đang rơi vào tình trạng bị lão hóa và tăng trưởng âm. Cũng có nghĩa là các quốc gia đang phát triển và các quốc gia kém phát triển đang sinh sản một cách điên cuồng, còn sự phát triển dân số ở các quốc gia phát triển lại đang ở trong giai đoạn đóng băng. Điều này sẽ gây ra sự mâu thuẫn rất lớn trong tương lai, vì các nhân tố chính tạo ra sự giàu có và tài nguyên cho xã hội đều bắt nguồn từ các quốc gia phát triển. Sự suy giảm dân số của họ sẽ làm tăng sự mất cân bằng cung cầu tài nguyên của toàn cầu, làm tăng mâu thuẫn của thế giới. 7. Thần đèn AI đe dọa con người. Stephen Hawking nói rằng, thần đèn đã ra khỏi lọ. Chúng ta cần tiếp tục phát triển trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý đến những mối nguy hiểm thực sự của nó. Tôi sợ rằng AI có thể thay thế hoàn toàn con người. Các lập trình viên hay tội phạm mạng có thể tạo ra virus máy tính, thì AI cũng có khả năng làm điều đó. Đây sẽ là một dạng sống mới, vượt trội hơn con người. Phần nào trong câu nói trên của ông đã đúng, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Sự ra đời của ChatGPT, một công cụ chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo trong thời gian qua, đã gây chấn động thế giới và nó khiến các nhà khoa học phải lo lắng. Công cụ này có thể viết một bài báo, bài văn, bài thuyết trình, giúp sinh viên làm khóa luận. Thậm chí nó còn có thể lập trình theo yêu cầu của người dùng. AI ngày càng thâm nhập nhiều hơn vào cuộc sống của chúng ta. Không chỉ riêng Hawking, mà nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng đã bày tỏ sự quan tâm về mối nguy hại của nó đối với con người. 8. Thuộc địa hành tinh. Nếu loài người tiếp tục tồn tại trong 1 triệu năm nữa, thì tương lai của chúng ta nằm ở việc con người dũng cảm đi tới nơi chưa ai từng đặt chân tới, Stephen Hawking phát biểu tại một lễ hội ở Na Uy. Chúng ta đang cạn kiệt không gian sống và nơi duy nhất để đến là các thế giới mới. Đã đến lúc con người cần khám phá các hệ mặt trời khác, tìm kiếm sự sống trên các hành tinh, có thể là điều duy nhất cứu chúng ta. Tôi tin rằng con người cần phải rời khỏi trái đất. Tôi hy vọng điều này sẽ đoàn kết các quốc gia, cùng cạnh tranh trong một mục tiêu duy nhất để đối mặt với thách thức chung cho tất cả chúng ta. Một chương trình không gian mới và đầy tham vọng sẽ kích thích những người trẻ tuổi và sự quan tâm đến các lĩnh vực khác, chẳng hạn như vật lý thiên văn và vũ trụ học, ông nói. Stephen Hawking đã đưa ra một loạt dự đoán, tiêu chuẩn khá toàn diện như mốc thời gian các quốc gia nên đưa phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2020 và thiết lập một căn cứ trên đây trong 30 năm tới. Và hành tinh này cũng sẽ là bàn đạp để đưa con người đến sao Hỏa vào năm 2025. Không biết Elon Musk liệu đã nghe bài phát biểu này của Stephen Hawking hay chưa, nhưng những kế hoạch mà ông chủ tập đoàn công nghệ và khai phá không gian Space đã và đang thực hiện đều hướng đến mục tiêu này. Hiện tại, Space đang thử nghiệm các tên lửa mạnh mẽ để có thể đưa con người lên hành tinh đỏ dự kiến vào năm 2030. Hay cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA, cũng đã chuẩn bị cho các sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng, từ đó làm tiền đề để chinh phục sao Hỏa. Mới đây, NASA cũng đã công bố mô hình nhà ở mà cơ quan này sẽ xây dựng trên sao Hỏa bằng công nghệ in 3D. Tháng 6 tới đây, 4 tình nguyện viên sẽ sống ở căn nhà đó trong 1 năm để thử nghiệm môi trường sống, cũng như diễn tập các sự cố có thể xảy ra khi sống trên sao Hỏa. Những dự đoán của Stephen Hawking ngày nay, phần nào đã đúng, không chỉ từ những dự đoán của các nhà khoa học, mà trong thực tế nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến và cảm nhận nó. Những điều này không phải là nguy cơ lớn nhất đối với sự phát triển của nhân loại. Những dự đoán của Hawking rất hợp lý, ở một mức độ nhất định nào đó, đó chính là cảnh tỉnh nhân loại phải có ý thức nguy cơ. Cũng như trong cuốn tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng tên là Tam Thể, Three Body, có nói, sinh tồn vốn dĩ là một sự may mắn. Trái đất ngày xưa từng như vậy, và ở khắp nơi trong vũ trụ tàn khốc ngày nay cũng đều như vậy. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, con người có một ảo giác cho rằng sinh tồn đã trở thành thứ chỉ cần thò tay ra là lấy được.
Thời lượng phát sóng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Đừng quên ấn like, share và subscribe để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!